Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kỹ Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một siêu phẩm bên em mới về, hãng Gian Ram XR. Hãng này XR Ram này là chuyên bên thị trường Mỹ đây, chỉ có thị trường Mỹ thôi. Và bây giờ em xin đánh giá trực tiếp tổng thể chiếc xe. Khung nhôm cho bác nhé. Xe với nước sơn nguồn khá là đẹp, bóng. Dòng Gian này là bên thị trường Mỹ luôn các bác nhé. Đây là mã vạch ở bên bên Mỹ đây, vẫn còn còn mờ đây, em để nguyên mà không bóc làm gì cả. Thị trường Mỹ các bác biết là khá khắt khe về xe, được kiểm định rất là chặt chẽ. Cọc yên là của Gian Carbon. Yên xe cũng của Gian luôn, cũng còn mới. Chiếc xe này là chủ cũ ở bên đấy là rất giữ gìn các bác nhá, gần như là mới, có một vài vết sức nhỏ không ảnh hưởng đến xe cả. Đây các bác nhìn rõ nước sơn của nó này, còn những cái vết ố mà mờ mờ này là nó bị bụi bẩn nhá. Xe được mới về nên mà em chưa có thời gian lau chùi, bác về lau chùi của em. Đây là lớp ni lông này các bác này, chứ không phải nó bị ố nhá. Lớp ni lông này nó hơi bị mờ, đơn mà là mình để nguyên để nó chống hoạt động xích và xe được xước. Đây, khung bên này, bên tầng đĩa này được khắc chìm của hãng Gian nhá, dập chìm này. Đấy các bác thấy rõ chưa? Xe rất mới và đẹp. Vâng, xe Gian Ram XR 1. Các bác có thể link trên mạng và để xem chi tiết nhé. Hãng xe này chuyên sản xuất bên thị trường nhà Mỹ. Xe có size S, thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Đây là số 1 đây này. Đây là dòng 1 Gian Ram XR 1, là dòng Gian đắt nhất bên thị trường Mỹ, dòng Touring nha các bác nhá. Các bác lên trên mạng tham khảo giúp em. Cổ phốt cũng của Gian luôn này, hàng Gian này. Tay lắm Gian này, đi theo xe luôn này. Xe được trang bị với cấu hình khủng các bác nhé. SLX, dòng SLX này là đứng thứ 5, thứ 6 từ dưới lên. Trên DOG, Antut, Alivio, Tunei và Acera. Cấu hình cực khủng của xe nhé các bác nhé. Shimano SLX.
đấy họ cũng thế. Của bên còn mất chi là mới chưa xuất sắc thì. Trên xe thì có nút chỉnh điều chỉnh giảm sóc nhá. Có sẵn bên trên đây này, khóa sóc và mở sóc. Đây. Đóng và mở đây. Ở trên tay lắm thì rất tiện lợi cho các bác nào đi địa hình đồi núi. Không cần phải xuống bên dưới ấn. Đây. Gian luôn đó rồi. Tay lắm vẫn còn nguyên này. Đi theo đầy đủ bộ com lê của dòng gian nhá. Cắt lấy. Shimano cắt lấy. Đây giảm sóc đây. Lớp sơn còn đẹp chưa? Mới. Bác có nhìn rõ không? Đây là vết ố lau có thể là hết này. Bụi. Đây cả bên kia. Đây toàn tiếng Anh nhỉ. Nhà cũng chả dịch được đây. Thị trường Mỹ đông mà là tem tiếng Anh đông. Vành của gian luôn nước nhé. Vành là bánh của gian. Bánh là kích thước là 700x35 cm. Vành cũng là khá là mới luôn này. Lốp mới. Đùi đĩa trục rỗng Shimano. Củ đề DODXT Shimano. Vâng. Bây giờ em xin quay ít phần hoạt động của xe chuyển số nhé. Lên lift này. Xuống lít này. Xe được trang bị với cấu hình 10 lít nhé. 10 lít 3 đĩa và 30 tốc độ. Đây là hoạt động lên xuống của đĩa. Rất mượt lên. Như camera hơi mờ rồi. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể về chiếc xe. Xe hiện có giá bên em là 11.800.000. Bao ship toàn quốc. Các bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo bên em là 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, ấn đăng ký kênh và theo dõi. Vì bên em là xe cập nhật về thường xuyên. Vâng, xin chào các bác, hẹn các bác vào trước ngày mai. Cảm ơn. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạc
cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.